19 giờ. Ơi bạn ơi, nhanh nhanh các bạn ơi. Ta cùng chơi vui vui các bạn ơi. Chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Như đã dấu yêu sẽ đến với quý khán giả lúc 20 giờ ngày 3 tháng 8 tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh với sự góp mặt của các ca sĩ Hương Lan, Thái Châu, Nam Trường, Đan Trường, Jimmy Nguyễn, Thiện Thục, Hàng Thái Tú, Phạm Khánh Hưng, Thương Phú, nhóm Năm Dòng Kẻ và Mặt Trời Đỏ. Mời quý khán giả đón xem. Nutifood hân hạnh tài trợ chương trình này. Ơi bạn ơi, nhanh nhanh các bạn ơi, nhanh với những người bạn nhỏ, nào ta cùng mua ha, lòng bao nói hân hoan, cùng chơi, trò chơi những người bạn nhỏ, nào ta cùng thi đua, xem ai xứng danh. Xin chào mừng tất cả các em đã đến với chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Và bây giờ mời các em chúng ta cùng gặp gỡ với ba đội chơi ngày hôm nay, đội A. Chào bạn, đội A chúng tôi đây. Niềm tin vào chiến thắng sục sôi mê trong tim, nào ta cùng vươn vai và hãy hét to lên, ta sẽ chiến thắng trong cuộc chơi cuối cùng. Mời các em gặp gỡ với hai bạn của đội B. À ha, đây đội B chúng tôi đây. Cho dù khó may ta luôn luôn vững tin, vì đội B hôm nay ta luôn sẵn sàng. Đừng đi dù khó may ta cùng luôn. Xin chào hai bạn gái của đội C. Xem đây, tên chữ C đây. Nào ta cùng thi đua, chiến thắng trong tay. Bạn ơi cùng vui lên, đã có chúng tôi. Niềm tin và chiến thắng ta vượt qua khó khăn. Ơi bạn ơi, nhanh nhanh các bạn ơi. Anh Đình Nghĩa xin thân mến chào tất cả các em đang đến với chương trình Những Người Bạn Nhỏ, chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng sữa Nuvi của công ty Nutifood đã tài trợ cho chương trình này. Các em thân mến, chúng ta đã gặp gỡ với ba đội chơi ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe những người bạn nhỏ này giới thiệu về bản thân của mình nha. Xin mời hai người bạn nhỏ dễ thương của đội A hãy giới thiệu về đội của mình đi nào. Xin chào quý khán giả, xin chào anh Đại Nghĩa. Em tên là Đỗ Thúy Hằng, học sinh lớp 58 trường tiểu học Kỳ Đồng. Đây là em của em. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Đại Nghĩa. Em tên là Đỗ Thúy Nga, học sinh lớp 31 trường tiểu học Kỳ Đồng. Sở thích của em là thích múa hát, thích xem phim hoạt hình cùng các game show của đài truyền hình. Đội của chúng em tên là Tỷ Muội, vì hai chúng em là hai chị em ruột. À, xin chào đội Tỷ Muội hai chị em ơi. Hôm nay cả hai chị em cùng đến đây tham gia chương trình. Vậy thì hy vọng rằng hai chị em sẽ cùng nhau giành chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Và bây giờ là hai chàng trai đeo mắt kiến của đội B. Chào anh Đại Nghĩa và chào các bạn. Em tên là Lâm Hội Gia Phúc. Năm nay em 11 tuổi. Em học lớp 52 trường tiểu học Võ Văn Tần. Còn đây là em của em. Em tên là Lâm Hội Gia Lộc. Em học lớp 3 trường Võ Văn Tần. Năm nay em 9 tuổi. Đội chúng em tên là đội may mắn, vì chúng em mong rằng cái tên này sẽ giúp cho đội chúng em may mắn. Chúc mừng em đến với chương trình ngày hôm nay, chúc em gặp thật nhiều may mắn. Còn bây giờ là hai người bạn gái có những bím tóc rất là đáng yêu của đội C. Xin mời em hãy giới thiệu đi nào. Dạ. Xin chào anh Đại Nghĩa và các bạn thân mến. Em tên là Bảo Hân. Hiện nay em đang học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Còn đây là bạn cùng chơi với em. Em tên là Trần La Hải My, học sinh lớp 4 trường tiểu học Mạnh Văn Trơn. Sở thích chung của tụi em là ca hát. Đội của chúng em có tên là Ngát Con, vì chúng em cùng sinh năm con sửu và quyết định đặt tên đội là Ngát Con. Các bạn hãy cổ vũ cho đội mình và các bạn cùng chơi nhé. Hai em nói rằng có cùng sở thích là ca hát. Vậy thì trong ngày hôm nay các em có thể dành một tiết mục văn nghệ nào đó trình diễn cho tất cả mọi người ở đây được xem không? Dạ được. Bài hát gì nào? Dạ bài hát Tình Bạn. Mời các em. Ta cùng tay nắm tay, trang hòa vui đắm say trong từng khúc ca xuân vầy. Rồi ta cùng đồng rắn lên mây, nhảy dây hay đá cầu, ồ á u âm. Ta bên nhau tình thân, tình bạn thêm thắm tươi. Mau ra đây bạn ơi, hòa vui trong tiếng ca.
Xin cảm ơn hai bạn của đội xe rất nhiều. Các bạn hát rất là hay. Các em thân mến, như thế là ngày hôm nay chúng ta đã gặp gỡ với ba đội chơi rồi. Mỗi một đội đều có những sự dễ thương, những tính chất rất là đáng yêu. Và chúng ta cùng chờ xem đội nào sẽ là đội giành chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Các em thân mến, chương trình Những Người Bạn Nhỏ của chúng ta có tất cả 3 vòng thi. Cuối mỗi vòng thi, nếu như đội nào thấp điểm nhất sẽ phải chia tay với cuộc chơi. Đội cao điểm nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng đặc biệt của chương trình, cùng nhau chinh phục 8 bậc giải thưởng khác nhau. Và bây giờ, mời tất cả các em hãy cùng bước vào vòng 1 của chương trình. Chào mừng các em đang đến với vòng 1 của chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Luật chơi vòng 1 rất là đơn giản. Khi anh đưa ra một câu hỏi thì các em thế nào? Đúng rồi, phải nhấn chuông để giành quyền trả lời. Còn nếu như đội nào trả lời sai thì hai đội còn lại cũng phải nhấn chuông và giành quyền trả lời tiếp theo. Một câu trả lời đúng, các em sẽ ghi cho mình được 1 điểm. Và bây giờ mời các em cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Trang phục truyền thống của người phụ nữ miền Nam nước ta là gì? Xin mời đội A. Chị thưa anh là áo bà ba. Áo bà ba, 1 điểm dành cho đội A. Thức ăn chính của loài chim cánh cụt là gì? Xin mời đội C. Cá. 1 điểm dành cho đội C. Chiếc khăn truyền thống của người phụ nữ miền Nam có tên là gì? Xin mời đội B. Đó là khăn rằn. Phụ nữ miền Nam thường đeo chiếc khăn rằn và 1 điểm dành cho đội B. Lá của loài xương rồng biến thành gai là nhằm mục đích gì? Xin mời đội A. Anh, lá của cây xương rồng dùm để chặn nước lại. Hay chúng ta còn nói là để ngăn cản sự mất nước của cây, có đúng không nào? Và anh sẽ dành tặng cho đội A được 1 điểm. Còn bây giờ mời các em, chúng ta hãy cùng đến với một đoạn kịch rất là vui. Đoạn kịch cũng quen thuộc với chúng ta. Đoạn kịch có tên là Vua Heo. Một tràng pháo tay thật to lên nào các em. Vui thiệt là vui á. Các bạn biết không, ở khu vườn nhà ông chủ nhà mình á, có 3 cái cây cao mà nó biết nghe lời nha. Mỗi khi mà mình muốn hái cao á, mình kêu nó thấp xuống như vậy nè để mình hái cao. Khi mình hái xong, cái mình kêu nó cao lên như bình thường, nó cao lên như bình thường, hay thiệt là hay luôn. Xạo mày. Ông chủ của mình á. Mày xạo vừa vừa thôi á. Dạ. Cây mà biết nghe lời người, mày làm như nó là con người á, đồ xạo. Con xạo nhưng mà con có gạo con ăn, còn ông chủ không có răng để ông chủ ăn. Ăn gì mày, ăn cái gì? Dạ, ăn cháo. Ai nói mày tao không có răng? Dạ. Tao có nguyên một hàm răng đẹp tuyệt vời luôn nè. Tao. Trời, ý ẹ, răng ông chủ thấy ghê, ông chủ súng răng. Tại hồi đó tao còn nhỏ, tao ăn kẹo cho nên bị súng răng. Ê, mày nói cái chuyện đó có thiệt không? Dạ thiệt mà. Hèn gì, mấy bữa nay á, tao nghe ở làng kế bên người ta đồn rầm lên á, là mấy bức tượng bằng gỗ á, là nó biết giơ tay giơ chân lên. Dạ, cái đó là con làm đó ông chủ. Con kêu á, mấy bức tượng gỗ giơ tay lên giơ chân lên á, để chị biết không, con dễ lau chùi. Tao không có tin. Bây giờ á, con không cần đụng vào người ông chủ luôn, con có thể làm cho ông chủ giơ tay giơ chân lên được á. Mày làm như tao là con nít á, biết nghe lời mày, giơ tay giơ chân lên. Con nói thiệt mà, bây giờ nếu ông chủ không tin á, cá cược với con không? Cá luôn. Nếu mà con làm được, ông chủ không thu thuế dân nghèo 1 năm. Được rồi, nếu như mày làm không được, mày sẽ ở đợ cho tao suốt đời, không lấy một đồng cắt nào hết. Rồi, con chịu luôn. Chơi mày luôn. Rồi, ông chủ giơ tay giơ chân lên đi. Tao đâu có ngu, nghe lời mày á. Ông chủ giơ chân lên đi. Không. Ai không giơ chân lên, làm con của con. Không. Mày giơ chân lên rồi. Mày gạt tao rồi. Mày chơi ăn gian. Vậy còn cái tay thì sao? Thì bây giờ ông chủ giơ tay lên đi. Ngu. Giơ lên đi mà. Ê mày, mày đừng có nói là nếu mà tao mà không giơ tay lên là tao làm con của mày nha mày. Tao giả vô cái mặt của mày cái méo mỏ bóp miệng bây giờ nghe mày. Không, con sẽ không nói ông chủ không giơ tay lên làm con của con, mà con sẽ nói ai không giơ tay lên, con làm cha người đó. Ừ, vậy đi. Đánh ông chủ rồi. Mày bị gì? Ông chủ ơi, ông chủ có cái mục ruồi trong lòng bàn tay nè. Mục ruồi quý tướng của tao á. Dạ. Quý tướng lên làm vua. Không dám làm vua đâu. Này là mục ruồi ăn cắp nè, chặt tay đó. Ông chủ không có bằng con đâu, con có nhiều mục ruồi hơn ông chủ luôn á. Ôi, mày đừng có xạo mày. Tao á, nội tao thấy là 5 cái mục ruồi ở mặt tao với 1 cái mục ruồi ở tay lên là quá đáng lắm rồi á. Mày làm sao mày nhiều mục ruồi.